Cuộc sống kiếm tiền của nam ca sĩ có loạt hit nghèo, thân phận nghèo, nghèo mà có tình, đàm cười nghèo. Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh năm 1963, nổi tiếng về dòng nhạc vàng Việt Nam và tình khúc năm 1954 đến năm 1975. Nếu như Ngọc Sơn gắn liền với biệt danh ông Hoàng Nhạc Sến thì Trường Vũ lâu nay vẫn nổi tiếng cùng thương hiệu ông Hoàng Nhạc Nghèo. Biệt danh này đến với anh khá tình cờ sau khi các ca khúc thể hiện thành công đều gắn liền với chủ đề số phận nghèo. Nổi bật nhất phải kể tới những bài hát như Nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình, Đàm cười nghèo. Ngay khi song ca với người tình sân khấu Như Quỳnh thì các ca khúc mà cặp đôi thể hiện cũng liên quan đến nghèo, thà nghèo mà biết đến thương nhau còn hơn hạnh phúc đổi thay mau. Dù được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Nghèo và thường xuyên hát về nhạc nghèo, những cát xê của Trường Vũ lại cao ngất ngưởng. Tri thức Việt Nam năm 2012 đưa tin để mời Trường Vũ hát nhà thờ để tổ chức chi tới 140 triệu một xô. Chỉ đứng sau cát xê Tuấn Vũ là 180 triệu một xô. Cát xê của Trường Vũ được cho là cao ngất ngưởng trong giới nghệ sĩ thủa đó bởi một số giọng ca hải ngoại như Mạnh Quỳnh chỉ nhận được 100 triệu một xô hay Quang Lê là 120 triệu một xô, Phi Nhung 60 triệu một xô. Trong khi đó, các sao trong nước thời điểm 7 năm trước cũng chỉ có các xê tương ứng như sau. Thu Minh, Tùng Dương từ 70 đến 90 triệu đồng. Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà xoay quanh con số từ 40 đến 80 triệu đồng. Cho đến hiện tại, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, chất giọng buồn mang mắt cũng như gương mặt biểu cảm khi trình diễn của Trường Vũ vẫn giúp anh vô cùng đắt show. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không nhận show nhỏ lẻ và để mời anh về nước cũng không dễ dàng. Các đồng nghiệp thân cận tiết lộ Trường Vũ chỉ chịu bay về nước cùng với nhiều show đặt anh từ trước. Về đời tư, quan tâm đến tâm sự của Trường Vũ thì anh từng có một cô bạn gái tên là Anh Thư. Đây là người hướng dẫn nam ca sĩ trong việc phát ra tiếng Việt. Đồng thời, khuyến khích và ủng hộ anh đi theo con đường ca hát. Tuy nhiên sau này Trường Vũ rất kiên tiếng về tình cảm nên mối quan hệ với Anh Thư cũng bị gỡ bỏ. Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn luôn được tụ đãi nên công việc đi hát luôn thuận lợi. Đặc biệt gia đình là chỗ dựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Mỗi khi lên sân khấu, nhiều khán giả thắc mắc về vợ con anh, ca sĩ tâm sự: vợ tôi đã hy sinh rất nhiều cho tôi để có được như ngày hôm nay, tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz, cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn, không nhiều cũng một ít. Trong phong cách thời trang, ông Hoàng Nhạc Nghèo thường xuyên diện đồ hiệu kèm theo phụ kiện xa xỉ, trang sức kim cương đắt tiền. Khi bị fan trêu chọc rằng khả năng kinh tế có dư sức sống sang chảnh nhưng vẫn cứ kêu nghèo hoài, Trường Vũ lập tức phủ nhận mình giàu. Trong cuộc sống đời thường, Trường Vũ thường bị chụp được nhiều khoảnh khắc hài hước khiến fan nói vui rằng anh có năng khiếu diễn hài kịch. Sau này Trường Vũ nghỉ hát thì người hâm mộ mong muốn gặp được anh trong các dĩa phim hài trên sân khấu hài. Đến nay Trường Vũ đã 56 tuổi, nhưng anh vẫn sở hữu lượng fan đông đảo cùng dòng nhạc vàng yêu thích gắn liền với thương hiệu. Dù không ở thời kỳ sức khỏe, giọng hát đỉnh cao nhưng Trường Vũ vẫn khẳng định trung thực. Tôn trọng nghề, anh thích hát live chứ không thích hát nhép, hát phải có ban nhạc của mình chứ bỏ đĩa xa hát thì tôi không hát được. Đây có lẽ là một trong những lý do chính khiến cho sau tất cả bao nhiêu năm, Trường Vũ vẫn chưa bao giờ nguôi.